Thô mộc và gần gũi như chính những người con của làng, của núi, tượng gỗ là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung. Đây là loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể, có giá trị nghệ thuật điêu khắc và mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Nhiều người chế tác tượng gỗ được sinh ra từ thực tế cuộc sống với niềm đam mê và sự khéo léo của mình. Nghệ nhân A Nếp là dân tộc Dẻ thành phố Kon Tum là một người như thế. Thường cuối năm là lễ cả làng cuối năm là được mùa thì họ uống rượu xong cùng nhau nó gặp nhau trong nhà rồng thì mình làm ra để tụ trưng cho mấy đứa con cháu mình sau này kết nối theo. Để có được một tác phẩm hoàn chỉnh là cả một quá trình gian nan vất vả của người thợ. Gỗ dùng tạc tượng là loại gỗ quý thân mềm nhưng mối mọt không ăn được và chống chọi bền bỉ với nắng gió khắc nghiệt của đại ngàn Tây Nguyên trong thời gian dài. Đã bao đời nay vẫn vậy, những pho tượng gỗ dân gian được tạc đẽo thô mộc, dễ dầu mưa nắng nhưng luôn mang đến cho người xem cảm giác trong đó vừa ẩn chứa hồn thiêng của tổ tiên, vừa như toát lên cốt cách của con người, của núi rừng và của đại ngàn hùng vĩ. Tiếng dân tộc là gỗ cây rô mea và cái tiếng của thân là cây lá to. Một là cây là rô mea, cây băng lang này không làm được. Những khối gỗ hình tròn chỉ qua sự đẽo gọt bằng rìu qua bàn tay của các nghệ nhân đã tạo ra những khối hình với những đường nét góc cạnh đơn giản mộc mạc mà phát họa hết tình yêu thương con người, đời sống tâm linh. Những bức tượng qua những cái phát rìu, những đường phát khỏe khoắn, thoạt nhìn có vẻ thô mộc nhưng càng ngắm càng thưởng ngoạn, người xem mới cảm thấy mình như hòa vào chính đời sống của người nghệ nhân hay cảm nhận về nét bản sắc văn hóa đời sống đậm chất truyền thống của người Kon Tum, cảm nhận nắng gió vời vợi của đại ngàn. Gỗ là gỗ tốt như gỗ dỗi, gỗ nhóm hai. Cái này thì mình làm thì mình cố chứng nghĩ mình làm cái nào thì mình nghĩ chưa như thế nào thì mình làm theo cái đó thì mình đặt đến mình cho anh em mình sau này con cái mình nhìn thấy cái ông hồi xưa nó làm vui như thế nào nó mới biết. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ làng Kon Klor, Kon Tum.